hiệu năng mạnh mẽ với bộ vi xử lý thế hệ thứ 7 của Intel, trọng lượng chỉ 1,29 kg, màn hình sắc nét với độ phân giải Full HD, và đó chính là những gạch đầu dòng ấn tượng về chiếc Dell XPS 9360. Xin mời các bạn đã đến với YouTube channel của Laptop Đức Việt. Mình là Danh Hùng và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin về chiếc Dell XPS 9360. Có thể nói một trong những lý do khiến cho mình yêu Dell nhất đó chính là cái chất liệu tạo ra phần thân vỏ của thương hiệu này. Họ đã vận dụng được nguyên liệu sợi carbon một cách rất là hoàn hảo. Với chất liệu này thì nó luôn mang đến cho sản phẩm của Dell, và cụ thể ở đây là chiếc Dell XPS của chúng ta, một cái độ nhẹ là cái thứ nhất, cái thứ hai là độ bền, và cái thứ ba đó chính là với kinh nghiệm đã sử dụng chất liệu này rất lâu và rất là nhiều cho các sản phẩm khác nhau, khiến cho họ mang đến cho cái sản phẩm này một yếu tố thẩm mỹ rất là cao. Các bạn còn chần chờ gì nữa, một cái sản phẩm nó vừa nhẹ, nó vừa bền mà nó còn vừa đẹp. Rõ ràng là với phần khung vỏ của Dell XPS 9360 là một thứ mà mình rất là khó chê được trên cái sản phẩm này, một thứ thực sự làm cho mình cảm thấy rất thiện cảm với thương hiệu. Cái điều thứ hai ấn tượng, cái điều mình vừa nói vừa rồi ấy, thì nó là điểm chung của dòng sản phẩm XPS. Thế còn cái điểm thứ hai mà mình sẽ nói sau đây là cái điểm riêng của cái sản phẩm này. Các bạn sẽ thấy rằng cái nước sơn ở bên ngoài này, một cái màu sơn phải nói nó rất là thời thượng. Và nếu như mình dùng iPhone thì mình sẽ hay gọi cái màu này là màu rose gold ấy, màu vàng hồng đấy. Đầu tiên là nước sơn rất là sạch. Các bạn thấy là khi mà mình có di tay, di qua di lại, nó không bị bám mồ hôi, không bị bám bẩn, nó trông rất là sạch, không bị bám bẩn, không bị bám bụi nữa. Và cái thứ hai là với những cái người nào mà dùng Dell thì thực ra họ sẽ cảm thấy rằng là gần đây những cái sản phẩm của Dell XPS nó mang lại cho mình một cảm giác cái tông màu nó hơi bị trầm buồn quá, nó hơi bị tĩnh lặng quá, nó có một cái gì đấy rất là basic, nó có gu nhưng nó vẫn bị hơi giống nhau ở nhiều sản phẩm. Thì đây sẽ là một trong những lựa chọn khiến cho chúng ta cảm giác rằng là cái thiết kế của nó phá cách hơn và mang lại cho chúng ta một sự tươi tắn hơn về cái màu sắc. Rõ ràng một cái màu vàng hồng như thế này nó rất là thời thượng, cá tính, thời trang, và kể cả nam hay nữ chúng ta sử dụng vẫn đều cảm thấy rất là phù hợp. Và đặc biệt khi mà chúng ta nhìn vào cái phần màu sắc bên trong với toàn bộ là chất liệu sợi carbon từ bàn phím cho đến phần bệ đỡ tay, viền màn hình là một màu đen, khiến cho cái sự tương phản này càng làm cho cái thẩm mỹ của chiếc máy nó tăng cao hơn. Và rõ ràng đây là một trong những chiếc máy của Dell XPS mà mình cảm thấy rằng ngoại hình của nó vừa mắt và mình làm cho mình cảm thấy có thiện cảm nhất. Không biết các bạn thì sao? Có thể comment lại câu hỏi này ở phần comment bên dưới nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ điểm qua thông tin tiếp theo về sản phẩm. Mình đã vừa khen nức nở về ngoại hình của sản phẩm này rồi, và lại khen thêm một điểm nữa đi. Bởi vì ngoài cái sự mỏng gọn nhẹ nhàng ra thì Dell XPS 9360 của chúng ta lại có thêm một ưu điểm nữa, đó chính là nó không hy sinh đi nhiều cái cổng kết nối. Rõ ràng với một chiếc laptop mỏng nhẹ, mảnh khảnh, đẹp đẽ, nó sẽ làm cho chúng ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đúng không nào. Nhưng cái cuộc tình này nó sẽ không bền lâu nếu những yếu tố thực dụng về sau nó bị cắt giảm. Thì ở đây rất may chúng ta đã có một sản phẩm vừa mỏng nhẹ nhưng lại vẫn giữ nguyên được rất nhiều cái tiện ích của cổng kết nối. Chúng ta sẽ có hai cổng USB 3.0, sẽ có một cổng Type-C, chúng ta sẽ có cổng thêm cả một cổng nữa, cổng đọc thẻ nhớ SD. Và với công nghệ Bluetooth 4.0 thì rõ ràng đây sẽ là một chiếc laptop đồng hành với công việc của chúng ta một cách rất dễ dàng trong việc kết nối với các thiết bị khác. Các bạn nghe thấy tiếng gì không? Đây chính là những cái tiếng ngón tay của mình đang trải nghiệm trên bàn phím của chiếc Dell XPS 9360. Nghe nó tanh tách rất là sướng tai đúng không nào? Và rõ ràng đây cũng là cảm giác của mình. Dell XPS 9360 được trang bị một cái bàn phím với hành trình phím tương đối lớn, diện tích được trải dài và khiến cho chúng ta không bị quá là bó và bo vào trong một cái diện tích nhỏ hẹp. Nó rất là phù hợp với những ai có cái phong cách đánh máy và sử dụng những bàn phím nó rộng lớn một tí, hơi khoáng đạt một tí, nó sẽ phù hợp. Tuy nhiên thì giá như độ nảy của phím cũng như độ lún của phím nó sâu hơn một chút, nó sẽ làm cho mình cảm thấy đã tay hơn. Còn ở đây nó thiết kế dưới dạng là nó nông hơn so với cái sự kỳ vọng của mình, và khiến cho những cái ngón tay của mình lướt đi nó nhanh hơn, nhưng mà nó không thực sự có cái sự bền chắc. Chuyển sang phần diện tích touchpad ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cái thanh touchpad được thiết kế với diện tích tương đối là lớn so với tổng diện tích của chiếc máy này. Và trải nghiệm khi mình di tay cũng hoàn toàn là mịn màng, rất là mượt mà và dễ chịu. Nó sẽ trang bị chuột trái và chuột phải ở phần đáy touchpad, và ở phần trên thì sẽ không có gì các bạn nhé. Từ trải nghiệm của đôi tay, bây giờ chúng ta chuyển sang cái trải nghiệm của đôi mắt đi. Khi mà chúng ta nhìn vào màn hình của Dell XPS 9360, tức là chúng ta đang nhìn vào một màn hình với độ lớn là 13,3 inch với độ phân giải là Full HD cho một cái chi tiết và sự sắc nét rất ổn. Thực sự rất là khó để mình có thể chê được
ở một cái màn hình như thế này. Và cùng với công nghệ Infinity Edge cho chúng ta một cái viên màn hình trái, phải và trên. Quá mỏng, thực sự là rất mỏng. Và để có được cái sự mỏng dính như thế này thì thương hiệu Dell đã di rời cái logo thương hiệu xuống phần cạnh dưới, cũng như là cả cái ống kính webcam nó cũng được chĩa xuống dưới luôn. Thực ra thì nó sẽ đảm bảo chúng ta một cái màn hình phải nói là về mặt ngoại hình là miễn chê luôn. Nhưng mình hơi e ngại một chút với webcam đặt tại vị trí này. Nếu mà mình có họp hay là video call sử dụng cái màn hình này để thực hiện những cuộc gọi video ấy, thì mình cho rằng là những người nào bị béo ấy, thì sẽ hơi bị thiệt thòi một tí, bởi vì nó sẽ chĩa từ dưới lên và nhìn thấy rõ cái nọng cằm của chúng ta. Đấy, chỉ là vui vậy thôi, còn đâu thì nhìn cái thiết kế màn hình này miễn chê luôn các bạn ạ. Vậy là chúng ta đã có một sản phẩm với một thiết kế bên ngoài rất là bóng bẩy, nhỏ nhẹ này, bàn phím touchpad đều ổn cả, màn hình ok. Vậy thì yếu tố làm nên cái sự yên tâm của chúng ta khi sử dụng chiếc máy này để làm việc, đó chính là yếu tố hiệu năng cấu hình thì sao? Với sản phẩm Dell XPS 9360 chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Sản phẩm trên tay Danh Hùng đây sẽ là lựa chọn tối ưu hơn, mạnh mẽ hơn với con chip Intel Core i7-7500U với mức giá khoảng gần 19 triệu đồng. Đó là lựa chọn thứ nhất. Còn nếu như chúng ta cảm thấy rằng là nó sẽ thấp hơn một chút cũng là đủ dùng rồi, thì chúng ta sẽ có lựa chọn thứ hai là con chip Intel Core i5-7200U với mức giá khoảng là 17 triệu đồng. Và với hai phiên bản chênh lệch nhau 2 triệu như vậy, chúng ta sẽ chỉ thay đổi về con chip thôi, còn tất cả những yếu tố khác về mặt hiệu năng nó vẫn sẽ được đảm bảo. Ví dụ như thanh RAM 8GB này, chip đồ họa Intel Graphics 560 này, hay là ổ cứng 256GB SSD. Tất cả những điều đó đều được đảm bảo và giữ nguyên. Và Danh Hùng tin rằng là nếu như chúng ta chỉ mua máy về để làm việc tất cả các tác vụ văn phòng, lướt web rồi giải trí xem video các thứ nhẹ nhàng bình thường, thì kể cả hai phiên bản đó không có cái gì làm khó được hai cái chiếc máy này cả. Rõ ràng là một cái cấu hình quá thoải mái để cho chúng ta làm việc hàng ngày rồi. Vậy khép lại video tại đây, chúng ta sẽ có gì nào? Chiếc Dell XPS 9360 sẽ là một chiếc máy với thiết kế mỏng, gọn, nhẹ theo đúng trường phái mà XPS theo đuổi. Nhưng nó sẽ có một chi tiết điểm nhấn, đó chính là cái nắp ngoài với màu vàng gold rất là đẹp mắt. Cái thứ hai đó chính là một cái màn hình với chất lượng cao, bàn phím touchpad trải nghiệm đủ dùng, cổng kết nối rất là đầy đủ. Cùng với đó là hai lựa chọn phiên bản cấu hình cho anh em quan tâm. Intel Core i7-7500U với mức giá gần 19 triệu, hoặc là Intel Core i5-7200U mức giá là khoảng 17 triệu đồng. Mọi người sẽ lựa chọn chiếc máy nào? Có thể comment bên dưới để cho chúng ta cùng nhau bàn luận nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.